Người Mông Cổ là hậu duệ của người Hung Nô, được nhắc đến sớm nhất trong sử sách Trung Quốc thời Đường. Trừ một số ít ở vùng rừng núi phía Bắc sống bằng nghề săn bắn và đánh cá, phần lớn các bộ lạc Mông Cổ đều ở đồng cỏ và làm nghề chăn nuôi gia súc, mà chủ yếu là cừu, bò, ngựa. Thế kỷ thứ 8, người Mông Cổ lần lượt bị phụ thuộc người Đột Quyết và người Hồi Hột. Đến nửa sau thế kỷ thứ 9, họ lập thành một liên minh bộ lạc, do bộ lạc Tác Ta cầm đầu. Thế kỷ 11, liên minh bộ lạc Tác Ta tan rã vì sự tấn công của nước Liêu. Sang thế kỷ 12, các bộ lạc Mông Cổ lại thường xuyên bị nước Kim tấn công. Đến thời kỳ này, trên thảo nguyên Mênh Mông bao gồm nước Mông Cổ, vùng nội Mông thuộc Trung Quốc và một dải ở phía nam Siberia có nhiều bộ lạc Mông Cổ sinh sống. Cư dân Mông Cổ tổ chức thành những công xã du mục, trong đó, súc vật là của chung, đồng thời mỗi bộ lạc đều có khu vực chăn nuôi tương đối cố định. Dần dần, chế độ tư hữu ra đời, hiện tượng phân hóa tài sản phát triển. Hơn nữa, những cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc và những tai nạn do thiên nhiên gây ra làm cho nhiều mục dân bị phá sản. Ngược lại, các thủ lĩnh bộ lạc, thị tộc qua chiến tranh đã chiếm được nhiều tù binh, súc vật và bãi cỏ. Những yếu tố ấy càng đẩy nhanh sự phân hóa giai cấp. Các thành viên của thị tộc bắt đầu chia thành hai loại, Nô Gian và Arad. Nô Gian là tầng lớp giàu có, còn Arad là những người bị mất tư liệu sản xuất nên bị biến thành những người lao động phụ thuộc. Trong quá trình phân hóa giai cấp ấy, các quý tộc Mông Cổ chọn một số thành viên bộ lạc lập thành một số đội thân binh gọi là Nô Ke. Ngoài ra, trong xã hội còn có nô lệ mà nguồn gốc chủ yếu là tù binh bắt được trong các cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc. Đến cuối thế kỷ 12 đầu thế kỷ 13, các cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc xảy ra càng nhiều. Trong quá trình chiến tranh, một số bộ lạc diệt vong, một số bộ lạc trở nên lớn mạnh. Đồng thời liên minh bộ lạc lại được thành lập. Đứng đầu liên minh bộ lạc là Hãn, có thế lực và uy quyền tương đối lớn. Đó là bước quá độ tiến tới thành lập nhà nước Mông Cổ. Sự thành lập nhà nước Mông Cổ thống nhất gắn liền với tên tuổi của Thiết Mộc Chân, tức là Thành Cát Tư Hãn. Thiết Mộc Chân xuất thân trong một gia đình quý tộc, cha tên là Dã Tốc Cai, thủ lĩnh bộ lạc Tai Si Út. Năm 1164, Dã Tốc Cai bị bộ lạc Tác Ta đầu độc chết. Vì vậy, liên minh bộ lạc Tai Si Út tan rã, mỗi bộ lạc đi một nơi, gia tộc Dã Tốc Cai tiếp đó còn gặp nhiều hoạn nạn, phải sống phiêu bạt trong cảnh nghèo khổ. Về sau, được sự giúp đỡ của thủ lĩnh bộ lạc Kera Ít và người anh em kết nghĩa từ thuở nhỏ là Gia Mư Ga, Thiết Mộc Chân đã tập hợp lại lực lượng trước kia của mình. Trước hết, Thiết Mộc Chân đánh bại bộ lạc Merrow Kit, thẳng tay tàn sát cư dân của bộ lạc này. Tiếp đó, Thiết Mộc Chân cắt đứt quan hệ với Gia Mư Ga, lôi kéo nhiều thị tộc vốn lệ thuộc Gia Mư Ga về theo mình, do đó thế lực càng thêm mạnh. Năm 1189, Thiết Mộc Chân được giới quý tộc thị tộc bầu làm Hãn. Sau đó ông lần lượt đánh bại các bộ lạc khác. Đến năm 1205, tất cả các bộ lạc ở Mông Cổ đều phải thần phục Thiết Mộc Chân, và thế là việc thống nhất các bộ lạc Mông Cổ hoàn thành. Năm 1206, các thủ lĩnh bộ lạc họp đại hội Khơ In Tai. Đại hội bầu Thiết Mộc Chân làm đại hãn, tức là Thành Cát Tư Hãn. Sự kiện đó đánh dấu nhà nước Mông Cổ chính thức thành lập. Để tổ chức bộ máy hành chính vững mạnh và để thưởng công cho tầng lớp quý tộc, Thành Cát Tư Hãn đã đem khu vực chăn nuôi và mục dân phong cho họ, do đó đã tạo thành một hệ thống các quý tộc gọi là Nô Gian Vạn Hộ, Nô Gian Thiên Hộ, Nô Gian Bách Hộ. Các danh hiệu quý tộc và chức vụ ấy đều tra truyền con nối. Tổ chức hành chính này đồng thời cũng là tổ chức quân sự. Với chính sách toàn dân là lính, con trai cứ đến 15 tuổi là phải gia nhập quân đội và được biên chế vào các tổ chức trên. Như vậy, các Nô Gian vừa là lãnh chúa, vừa là quan hành chính địa phương, vừa là các cấp chỉ huy quân đội. Do vậy, tổ chức nhà nước Mông Cổ hồi ấy là sự kết hợp giữa chính trị và quân sự vào làm một. Ngoài đội quân của các Nô Gian ra, Thành Cát Tư Hãn còn tổ chức một đội quân tiên phong gồm 1.000 dũng sĩ và một đội cận vệ gồm những trai tráng khỏe mạnh, giỏi võ nghệ và hết sức trung thành. Ông còn thành lập một cơ quan tư pháp, ban bố một bộ luật để bảo vệ nền thống trị của giai cấp quý tộc và làm căn cứ để ràng buộc và trừng phạt nhân dân. Sau khi thành lập nhà nước, người Mông Cổ đã tiến thẳng từ xã hội thị tộc lên xã hội phong kiến. Song chế độ phong kiến ở Mông Cổ có một đặc điểm là không phải dựa trên cơ sở kinh tế nông nghiệp, mà xây dựng trên nền kinh tế chăn nuôi, bởi vậy đối tượng bóc lột chủ yếu không phải là nông dân mà là mục dân. Để mở rộng phạm vi thống trị của mình, sau khi thành lập nước Mông Cổ thống nhất, Thành Cát Tư Hãn đã động viên toàn bộ lực lượng để tiến hành những cuộc chinh phục tận những miền xa xôi từ châu Á đến châu Âu, làm kinh động cả thế giới lúc bấy giờ. Mưu mô xâm lược của Thành Cát Tư Hãn trước tiên là nhằm vào hai nước láng giềng, Tây Hạ và Kim. Năm 1209, Mông Cổ đánh Tây Hạ. Không chống cự nổi, Tây Hạ phải nộp con gái xin hòa, nhưng thực chất quốc gia này đã trở thành chư hầu của Mông Cổ. Người Mông Cổ bắt nhân dân Tây Hạ phải bóp tên, làm thuẫn và nộp lạc đà cho mình để chuẩn bị đánh Kim. Năm 1211, Thành Cát Tư Hãn đem quân ồ ạt tấn công nước Kim.
Đến năm 1214, quân Mông Cổ đã chiếm được rất nhiều đất đai của Kim rồi bao vây Trung Đô, tức Bắc Kinh ngày nay. Kim phải xin hòa với điều kiện phải gả công chúa cho Thành Cát Tư Hãn lúc ấy đã 59 tuổi, và phải nộp nhiều vàng lụa, con trai, con gái, ngựa để làm của hồi môn. Tuy Mông Cổ đã rút quân, nhưng để tránh xa sự uy hiếp của người Mông Cổ, vua Kim rời đô xuống Biện Lương. Cho rằng vua Kim thiếu chân thành, mùa thu năm đó, Thành Cát Tư Hãn lại tấn công một lần nữa, toàn bộ phần lãnh thổ phía Bắc Hoàng Hà của nước Kim bị nhập vào bản đồ Mông Cổ. Năm 1216, Thành Cát Tư Hãn cử một viên tướng ở lại đóng giữ đất đai đã chiếm được, còn mình thì đem quân trở về Mông Cổ để chuẩn bị cuộc chinh phục mới. Lúc bấy giờ ở phía tây nam Mông Cổ có nước Tây Liêu do dòng dõi vua nước Liêu lập nên từ năm 1124. Năm 1218, Thành Cát Tư Hãn sai Chiết Biệt đem 22 vạn quân tấn công và chiếm được Tây Liêu. Từ đấy, cương giới của Mông Cổ sát liền với nước Khwarizm, một quốc gia do người Thổ Nhĩ Kỳ lập nên ở Trung Á vào thế kỷ 11. Năm 1218, một đội buôn của Mông Cổ gồm 450 người, với 500 lạc đà, chở đầy vàng bạc, gia thú và hàng hóa quý sang Trung Á buôn bán. Khi vừa mới đến biên giới Khwarizm, đội buôn này bị quân đóng giữ ở đây nghi là gián điệp, nên giết gần hết, chỉ còn một người sống sót chạy về báo tin. Việc đó trở thành ngòi lửa của cuộc tấn công ác liệt, thảm khốc của Mông Cổ đối với Khwarizm. Mùa thu năm 1219, Thành Cát Tư Hãn đem 20 vạn quân mở cuộc tấn công ào ạt nước Khwarizm. Chỉ sau mấy tháng, quân Mông Cổ đã chiếm được nhiều thành trì và đất đai của nước này. Vua Khwarizm là Mohammed chạy dài đến một hòn đảo nhỏ ở Lý Hải, rồi đến tháng 12 năm 1220 thì bị bệnh chết ở đó. Hoàng tử Jalal ad-Din lên nối ngôi, chỉnh đốn lực lượng để bảo vệ thành Uğur Gencer, kinh đô cũ của Khwarizm. Quân Mông Cổ tấn công Uğur Gencer và sau 6 tháng bao vây thì chiếm được thành này. Sau khi hạ được thành, trừ một số thợ thủ công, phụ nữ và trẻ em bị bắt làm nô lệ, còn đại bộ phận cư dân, người thì bị giết, người thì bị quân xâm lăng cùng bạo phá đê sông để nước tràn vào thành cho chết đuối. Trong khi thành Uğur Gencer đang bị quân Mông Cổ vây đánh, một số tướng lĩnh định giết Jalal ad-Din, nên ông phải đem theo 300 tướng sĩ thân tín chạy đến Khorasan. Bị Thành Cát Tư Hãn truy đuổi, Jalal ad-Din phải chạy sang Ấn Độ. Quân Mông Cổ lại truy kích đến tận Ấn Độ, và trong một trận giao chiến tại bờ sông Ấn, Jalal ad-Din thua to, phải bỏ lại tất cả, một mình cưỡi ngựa bơi qua sông chạy đến vùng ngoại cáp Kazer, nước Khwarizm diệt vong. Sau khi đánh bại Jalal ad-Din ở bên bờ sông Ấn, Thành Cát Tư Hãn định tấn công Ấn Độ, nhưng quân Mông Cổ đã gặp phải sự chống cự mạnh mẽ, nên phải lui về vùng Trung Á. Đến năm 1225, Thành Cát Tư Hãn cùng với ba người con của mình là Sát Hợp Đài, Quá Khoát Đài và Đà Lôi rút về Mông Cổ. Trong thời gian đó, khi vua Mohammed chạy đến Lý Hải, Thành Cát Tư Hãn sai Chiết Biệt và Tốc Bát Đài đem quân đuổi theo, nhưng khi quân Mông Cổ đến bên bờ Lý Hải thì Mohammed đã chết. Quân Mông Cổ tràn vào Azerbaijan rồi đóng tại đó chờ cho qua mùa đông. Năm 1222, Chiết Biệt và Tốc Bát Đài xâm nhập Georgia, rồi vượt núi Cáp Kazer tiến lên phía Bắc. Năm 1223, tại chiến dịch trên bờ sông Kanka, quân Mông Cổ đánh bại 8 vạn liên quân Nga Kiev. Bọn tướng lĩnh Mông Cổ bắt trói các vương công Nga, bắc ván lên đầu họ rồi ngồi lên đó để ăn mừng chiến thắng. Sau đó, quân Mông Cổ quay về phía đông. Năm 1226, Thành Cát Tư Hãn lại tấn công Tây Hạ, hủy diệt nhiều thành phố rồi tiến quân vây kinh đô. Thấy không thể chống cự nổi, vua Tây Hạ xin hàng và xin một tháng sau sẽ nộp thành. Nhưng trước kỳ hạn ấy một hôm, ngày 25 tháng 8 năm 1227, Thành Cát Tư Hãn chết. Trước lúc lâm chung, ông dặn phải đợi đến lúc vua Tây Hạ nộp thành, bắt giết đi rồi mới được phát tang. Thế là chỉ trong vòng vài chục năm, bằng những cuộc chiến tranh thần tốc, ồ ạt và hủy diệt, Thành Cát Tư Hãn đã dựng nên một đế quốc rộng lớn bao gồm Nam Siberia, Bắc Trung Quốc, Trung Á và một phần ngoại cáp Kazer. Khi còn sống, Thành Cát Tư Hãn đã chia đất đai của đế quốc cho 4 người con trai của mình. Con trưởng Chuột Xích được vùng từ sông Irtysh về phía tây. Nhưng Chuột Xích chết trước Thành Cát Tư Hãn, nên đất phong được giao cho con là Bạt Đô. Con thứ hai Sát Hợp Đài được vùng đất cũ của Tây Liêu, bao gồm Tân Cương và một phần Trung Á ngày nay. Con thứ ba Oa Khoát Đài được miền Tây Mông Cổ. Con út Đà Lôi theo tập quán Mông Cổ được kế thừa đất của cha, từ sông Ô Nôn về phía đông. Thành Cát Tư Hãn là một trong những nhà quân sự lỗi lạc và có ảnh hưởng nhất lịch sử thế giới. Ông được người Mông Cổ kính trọng như là vị lãnh đạo mang lại sự thống nhất cho họ. Các cuộc chinh phạt của Thành Cát Tư Hãn trên khắp khu vực Á Âu đã khiến cho thế giới phải khiếp sợ trước vó ngựa của người Mông Cổ và đặt nền móng cho đế quốc Đại Nguyên sau này. Khi Thành Cát Tư Hãn chết, vì chưa triệu tập được hội nghị quý tộc Khơ Intai nên Đà Lôi tạm thời nắm quyền trị nước. Năm 1229,
hội nghị quý tộc công nhận Oa Khoát Đài kế ngôi Đại Hãn theo di chúc của Thành Cát Tư Hãn, đồng thời hội nghị này còn bàn kế hoạch tấn công nước Kim, Nam Tống, Triều Tiên, Ba Tư và Tây Âu. Năm 1230, Oa Khoát Đài, Đà Lôi cùng với con mình là Mông Kha đem quân đánh nước Kim, mở màn cho một cuộc trường chinh mới. Năm 1232, theo di chúc của Thành Cát Tư Hãn, Oa Khoát Đài cử sứ giả đến Nam Tống, lôi kéo Nam Tống cùng đánh Kim và giao hẹn rằng sau khi thắng lợi sẽ giao đất phía Nam Hoàng Hà cho Tống. Năm 1233, quân Mông Cổ liên tiếp chiếm được nhiều châu của Kim rồi bao vây Biện Kinh. Vua Kim phải chạy đến Thái Châu. Đến lúc ấy, Nam Tống mới đưa 20.000 quân đến phối hợp. Năm 1234, quân Mông Cổ và Nam Tống vây Thái Châu, vua Kim tự tử, nước Kim diệt vong. Đồng thời với việc đánh nước Kim, năm 1231, Mông Cổ bắt đầu tấn công Cao Ly. Quân Mông Cổ đánh đến kinh đô Khai Thành, vua Cao Ly xin giảng hòa với điều kiện phải nộp nhiều lễ vật và phải để cho Mông Cổ đặt 72 Daruhasi, quan trấn thủ ở các nơi trọng yếu. Năm 1232, vì Cao Ly giết bọn Daruhasi và tỏ thái độ chống lại, Mông Cổ tấn công Cao Ly một lần nữa. Do tinh thần kháng chiến của nhân dân Cao Ly nên mãi đến năm 1253, Mông Cổ mới thần phục được nước này. Năm 1236, dưới sự chỉ huy của Bạt Đô, 150.000 quân Mông Cổ hòa tiến sang phía Tây. Mùa đông năm 1237, quân Mông Cổ tấn công Nga, đến cuối năm 1238, Mông Cổ đã chiếm được nhiều công quốc ở Nga, trong đó có Moscow. Cuối năm 1240, quân Mông Cổ chiếm và tàn phá thành Kiev cổ kính. Năm 1241, Bạt Đô chia quân làm hai đạo để tấn công Hungary và Ba Lan, vua Hungary bỏ chạy. Quân Mông Cổ truy kích vua Hungary đến bờ biển Nam Tư gần Venezia, cả châu Âu chấn động. Ở Đức người ta phải cầu nguyện, xin Chúa cứu vớt chúng con thoát khỏi cơn thịnh nộ của Tác Ta. Còn giáo hoàng La Mã Gregoire IX thì hô hào tổ chức quân thập tự để chống lại Mông Cổ. Tuy giành được thắng lợi liên tiếp, nhưng lực lượng Mông Cổ cũng bị hao tổn, không đủ sức tiếp tục tiến sâu vào châu Âu, cộng thêm tin cái chết của Đại Hãn Oa Khoát Đài. Bởi vậy ngay năm 1242, Bạt Đô phải quay về hướng Đông, đóng quân tại vùng sông Volga. Do cuộc chinh phục của Bạt Đô, đất phong của Chuột Xích được mở rộng và lập thành Hãn Quốc Kim Trướng. Trong khi đó, năm 1241, Oa Khoát Đài chết. Sau 5 năm tranh giành ngôi vua, năm 1246, hội nghị quý tộc cử Quý Do, con Oa Khoát Đài lên kế ngôi Đại Hãn. 2 năm sau, 1248, Quý Do chết, việc tranh ngôi lại xảy ra. Đến năm 1251, Mông Kha con Đà Lôi được cử lên làm Đại Hãn. Sau khi lên ngôi, Mông Kha lại tiếp tục tổ chức những cuộc viễn chinh xâm lược mà mục tiêu chính là Tây Á và Nam Tống. Năm 1252, để tạo nên thế bao vây đối với Nam Tống, Mông Kha sai em thứ hai của mình là Hốt Ất Liệt dẫn một cánh quân tiến xuống Tứ Xuyên rồi tiến xuống Vân Nam diệt nước Đại Lý. Năm 1253, Hốt Ất Liệt sai Ngột Lương Hợp Thai tấn công Tây Tạng, còn bản thân mình trở về Bắc. Năm 1254, Tây Tạng phải thần phục. Đầu năm 1258, Ngột Lương Hợp Thai đem quân tấn công Đại Việt để làm bàn đạp chọc vào lưng Nam Tống. Quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của nhà Trần và vua Trần Thái Tông đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ. Tuy cánh quân xâm lược Đại Việt bị thất bại, nhưng nhận thấy thời cơ tấn công Nam Tống đã chín muồi. Ngày năm đó, 1258, Mông Kha, Hốt Ất Liệt chia quân thành hai mũi tấn công xuống miền Tứ Xuyên, Hồ Bắc của Trung Quốc. Năm 1259, Mông Kha tử trận, Hốt Ất Liệt tạm ngừng cuộc chinh phục Nam Tống, kéo quân về Bắc để tranh ngôi. Năm 1260, Hốt Ất Liệt tự ý triệu tập những người thân tín họp hội nghị Khơ In Tai ở Khai Bình để công nhận ông ta làm Đại Hãn. Một bộ phận quý tộc Mông Cổ khác họp ở Hòa Lâm cử A Lý Bất Ca, em út của Mông Kha làm Đại Hãn. Sau 4 năm huynh đệ tương tàn, Hốt Ất Liệt thắng lợi. Năm 1271, Hốt Ất Liệt đổi xưng làm hoàng đế, đặt tên nước là Nguyên, rời đô xuống Yên Kinh gọi là Đại Đô. Sau khi ổn định tình hình, năm 1274, Hốt Ất Liệt lại đem đại quân chinh phục Nam Tống. Năm 1276, triều đình Nam Tống đầu hàng, nhưng lực lượng còn lại tiếp tục kháng chiến đến năm 1279 thì hoàn toàn thất bại. Ở hướng Tây, từ năm 1253, Mông Kha cử người em thứ ba của mình là Húc Liệt Ngột đem quân tấn công vùng Tây Á và đến năm 1258, quân Mông Cổ chiếm được Baghdad, Khalifa Ả Rập là Al-Mustasim bị bỏ vào một cái túi rồi cho ngựa xéo chết. Vương triều Abbas của Ả Rập diệt vong. Tiếp đó quân Mông Cổ đánh sang Syria, Ai Cập, nhưng năm 1260 bị quân Ai Cập đánh bại, nên phải dừng lại. Trên lãnh thổ chinh phục được ở Tây Á, Húc Liệt Ngột lập nên một quốc gia của người Mông Cổ gọi là Hãn Quốc Y Nhi. Thế là, trong vòng nửa thế kỷ, vó ngựa Mông Cổ đã tung hoành khắp Á Âu, gây nên những thảm họa chiến tranh vô cùng khủng khiếp.
Kết quả là người Mông Cổ đã lập nên một đế quốc rộng bao la từ Thái Bình Dương cho đến tận Hắc Hải. Đế quốc Mông Cổ tuy rộng lớn nhưng ngay từ đầu đã chứa đựng những yếu tố của sự phân liệt. Do sự phân chia của Thành Cát Tư Hãn và do kết quả của những cuộc chinh phục tiếp theo, từ những năm 60 của thế kỷ 13, đế quốc Mông Cổ chia thành 5 khu vực. Bộ phận chủ yếu của đế quốc, nơi Đại Hãn trực tiếp quản lý bao gồm đất cũ của Mông Cổ, Mãn Châu và Bắc Trung Quốc. Ở đây có hai kinh đô Karakorum và Khai Bình. Lãnh địa của con cháu Qua Khoát Đài ở vùng núi An Tai. Lãnh địa của con cháu Sát Hợp Đài từ Tân Cương đến phía đông sông Amudarya. Đến năm 1311 thì hai lãnh địa này hợp vào làm một. Hãn quốc Kim Trướng bao gồm đất phong cũ của Chuột Xích và vùng mà Bạt Đô mới chinh phục được ở châu Âu. Hãn quốc Y Nhi của Húc Liệt Ngột bao gồm miền tây sông Amudarya, Nam Cáp-ca-dơ, Iran và Iraq. Khi Hốt Tất Liệt lên ngôi Đại Hãn, tuy về danh nghĩa các vùng đất phong này vẫn là những bộ phận của đế quốc, bề ngoài vẫn nhận sắc phong, nhưng thực tế đã biến thành những nước độc lập, không còn chịu sự khống chế của Đại Hãn nữa. Do sự phân tán về chính trị, khác nhau về văn hóa, tôn giáo, nên quan hệ giữa các quốc gia do người Mông Cổ lập nên ngày càng xa xôi, và đến đầu thế kỷ 14, về danh nghĩa, họ cũng không thừa nhận chính quyền của Đại Hãn, thậm chí còn coi Đại Hãn là một kẻ xa lạ. Cũng vì vậy, từ thập kỷ 60 của thế kỷ 11, lịch sử của các nước Kim Trướng, Y Nhi, Sát Hợp Đài, không thuộc vào lịch sử Mông Cổ, mà mỗi nước có lịch sử riêng của mình, còn lịch sử của đế quốc Nguyên thì gắn liền với lịch sử Trung Quốc. Đầu thời Nguyên, chỉ trong vòng 20 năm, Hốt Tất Liệt đã phát động nhiều cuộc chiến tranh để xâm lược Nhật Bản, Miến Điện, Chiêm Thành, Đại Việt và Java. Từ lâu, Nhật Bản là một mục tiêu chinh phục của Mông Cổ. Năm 1266, Hốt Tất Liệt nhiều lần sai sứ đưa thư sang Nhật Bản, yêu cầu lập quan hệ ngoại giao và giục vua Nhật Bản cử ngay sứ giả sang triều đình Mông Cổ. Nếu không đáp ứng yêu cầu đó thì chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi, nhưng trước sau Nhật Bản vẫn không trả lời. Vì vậy, sau khi thành lập nhà Nguyên, năm 1274, Hốt Tất Liệt sai Hân Đô, Hồng Trà Khâu đưa quân sang đánh Nhật Bản. Quân Nguyên chiếm được các đảo nhỏ Tsushima và Iki rồi đổ bộ lên miền tây bắc đảo Kyushu. Tuy nhiên, tự nhận thấy chưa đủ lực lượng tiến sâu hơn nữa, quân Nguyên phải rút lui. Năm 1281, nhà Nguyên lại sai các tướng A Tháp Hải, Trương Văn Hổ, Hân Đô, Hồng Trà Khâu đưa quân sang tấn công Nhật Bản lần thứ hai. Khi quân Nguyên vừa mới tới Nhật Bản chưa kịp giao chiến thì gặp bão, nhiều thuyền bị đắm. Văn Hổ cùng các tướng khác tự chọn lấy những chiếc thuyền chắc chắn và tốt để về, bỏ lại hơn 10 vạn binh lính ở dưới chân núi. Khi họ đang chặt gỗ đóng thuyền để về thì người Nhật đến đánh, binh sĩ bị giết gần hết, còn lại 2-3 vạn người thì bị bắt đem đi. Thế là 10 vạn quân chỉ có 3 người trở về. Nhà Nguyên dự định đánh Nhật Bản một lần nữa, nhưng khi đang chuẩn bị binh lính thuyền bè thì cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt năm 1285 bị thất bại nặng nề. Nên năm 1286, Hốt Tất Liệt quyết định bỏ việc đánh Nhật Bản để tập trung lực lượng đánh Đại Việt. Đối với Miến Điện, năm 1271, Hốt Tất Liệt nhiều lần sai sứ sang yêu cầu Miến Điện đầu hàng, nhưng Miến Điện không chịu thần phục, thậm chí có lần còn giết sứ giả. Vì vậy, Hốt Tất Liệt đã cho quân sang tấn công Miến Điện 3 lần vào các năm 1277, 1283 và 1287. Kết quả Miến Điện phải thần phục dưới hình thức phải nhận phong hiệu và phải tiến cống nhà Nguyên. Sau đó, chính quyền Miến Điện bị ba anh em A Thinh Ca Gia thuộc tộc San lũng đoạn. Năm 1298, A Thinh Ca Gia bắt vua Miến Điện cầm tù rồi giết chết. Con rể và con trai vua Miến Điện chạy trốn sang Trung Quốc. Lợi dụng sự rối ren ấy, năm 1300, nhà Nguyên lại xâm lược Miến Điện lần thứ tư. Bị quân Nguyên bao vây, anh em A Thinh Ca Gia đã đem nhiều vàng bạc đến đút lót cho các tướng của địch. Do đó Nguyên lấy lý do trời nóng, lam chứng phát sinh, quân khổ nhọc nếu không về sợ bị tội vì tử thương. Rồi lập tức rút quân. Về đến nước, hai tướng Cao Khánh và Sát Hãn Bất Hoa đều bị xử tử vì tội ăn hối lộ, làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược. Chiêm Thành cũng là một mục tiêu chinh phục của triều Nguyên. Năm 1279, Hốt Tất Liệt sai sứ đi, yêu cầu vua Chiêm Thành đến chầu. Để tránh hiểm họa chiến tranh, Chiêm Thành tỏ ý thần phục, nhưng không đồng ý để nhà Nguyên lập cơ quan hành tỉnh ở nước mình. Vì vậy, năm 1283, quân Nguyên tấn công kinh đô Chiêm Thành. Vua Chiêm đốt kho tàng, tạm thời rút vào rừng. Sau đó, vua Chiêm giả vờ xin hàng để nhử quân Nguyên vào trận địa bố trí sẵn. Quân Nguyên phải liều mình đánh mới thoát được về đồn cố thủ, và đến đầu năm 1284 phải lặng lẽ rút lui. Đối với Đại Việt, sau thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược năm 1258, nhà Nguyên quyết tâm phục thù. Hốt Tất Liệt cử người con thứ 9 của mình là Thoát Hoan dẫn quân tấn công Đại Việt thêm 2 lần nữa vào các năm 1285 và 1288.
Trong hai cuộc chiến này, nhà Nguyên đã huy động một lực lượng vô cùng đông đảo cùng rất nhiều vật lực, đặc biệt là trong cuộc xâm lược lần thứ 2 năm 1285 với 50 vạn quân. Đội quân được xem là đông đảo và hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Tuy nhiên, quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của nhà Trần đã giành thắng lợi trong cả hai cuộc chiến ấy. Đối với Java, năm 1292, Hốt Tất Liệt sai Mạnh Kỳ đi sứ, yêu cầu nước này thần phục nhà Nguyên, nhưng bị vua Kritana Gara thích chữ vào mặt đuổi về. Vin vào cớ ấy, cuối năm 1292, nhà Nguyên cử sử vật, Cao Hưng đem 2 vạn quân với 1.000 chiếc thuyền vượt biển tiến xuống phía Nam, và đến đầu năm 1293 thì đến Java. Vào lúc đó, Kritana Gara bị một chúa phong kiến là Diaja Katvang giết để cướp ngôi. Người con rể của ông là Rajen Vijay A giả vờ đầu hàng quân Nguyên để mượn lực lượng quân xâm lược trả thù cho nhạc phụ. Nhờ vậy, quân Nguyên tạm thời thu được thắng lợi, nhưng sau đó Rajen Vijay A tổ chức phản công, quân Nguyên thất bại phải rút lui. Nhà Nguyên sau khi chiếm được Trung Quốc dù đã tích cực Hán hóa nhưng vẫn là một triều đại ngoại tộc. Do đó trong thời kỳ này, xã hội Trung Quốc tồn tại hai mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp. Chính sách thống trị ưu tiên tộc người Mông Cổ và áp bức trắng trợn các dân tộc khác đã khiến cho xã hội phân hóa, chia rẽ sâu sắc. Chính vì thế, trong suốt thời kỳ thống trị của triều Nguyên, các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc đã diễn ra liên tiếp. Đến cuối đời Nguyên, cuộc khởi nghĩa Khăn Đỏ do Lưu Phúc Thông khởi xướng bùng nổ. Trong thời kỳ này, một lực lượng quân Khăn Đỏ do Trung Nguyên Chương lãnh đạo không ngừng phát triển và đánh bại các tập đoàn quân phiệt khác. Đến năm 1367, Trung Nguyên Chương đã thâu tóm phần lớn miền Nam Trung Hoa, sau đó bắc tiến không ngừng. Năm 1368, Trung Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế ở Kim Lăng, đặt tên nước là Minh. Triều đình nhà Nguyên phải chạy lên phía Bắc. Nền thống trị của nhà Nguyên ở Trung Quốc kết thúc. Sau khi chạy về Mông Cổ, vua Nguyên vẫn tiếp tục dùng quốc hiệu cũ, lịch sử gọi là Bắc Nguyên. Từ đây, tình hình chính trị ở Mông Cổ rất hỗn loạn. Tộc Mông Cổ lại phân liệt thành nhiều bộ tộc. Lúc này, Hãn quốc Y Nhi đã tan rã, bị phân chia thành các quốc gia nhỏ. Hãn quốc Kim Trướng đã không còn liên hệ với Mông Cổ, và đến thế kỷ 15 thì tan vỡ thành các trướng quốc đột quyết nhỏ hơn. Hãn quốc Sát Hợp Đài tồn tại đến cuối thế kỷ 17, mặc dù để mất phần phía Tây vào tay đế quốc Timurid. Các cuộc chiến tranh xâm lược của Thành Cát Tư Hãn và những người thừa kế ông ta đã để lại những hậu quả xấu cho xã hội Mông Cổ. Cư dân Mông Cổ bị tản mát khắp nơi ở châu Á và châu Âu, trong đó có một số rất đông vĩnh viễn cắt đứt mọi liên hệ với tổ quốc, do đó dân số Mông Cổ bị giảm sút nghiêm trọng. Những cuộc nội chiến liên miên sau khi Mông Cổ rút khỏi Trung Hoa và những cuộc chiến tranh xảy ra thường xuyên giữa Mông Cổ và Trung Quốc càng làm cho tình hình chính trị Mông Cổ không ổn định, kinh tế không phát triển được. Trong hoàn cảnh lịch sử ấy, đầu thế kỷ 17, người Nữ Chân, Kiến Châu thành lập nước Kim và Lam Lai thôn tính các nước láng giềng. Năm 1636, đại hội của 49 vương công ở miền Nam Mông Cổ do Kim triệu tập tuyên bố thừa nhận sự thống trị của vua Kim. Thế là miền Nam Mông Cổ chính thức biến thành một bộ phận của nước Kim, và về sau gọi là vùng nội Mông Cổ. Cũng năm ấy, Kim đổi tên là Thanh. Nước Thanh sau khi tiêu diệt nhà Minh, thống trị Trung Quốc, đã tiếp tục chinh phục miền Bắc và miền Tây Mông Cổ. Đến cuối thế kỷ 17 và giữa thế kỷ 18, các vùng đất này cũng thần phục Triều Thanh, về sau địa bàn cũ của họ gọi là ngoại Mông Cổ. Như vậy, toàn bộ nước Mông Cổ đã bị đế quốc Đại Thanh thôn tính.